Người dân sống dọc sông Dương Tử, đặc biệt là khu vực tỉnh Hồ Bắc, đang phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng sau khi đập tam hiệp xả lũ 11 cửa. Hình ảnh dòng nước cuồn cuộn khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải choáng ngập. Quyết định xả lũ được đưa ra trong bối cảnh mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đã lên đến mức báo động, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của con đập lớn nhất thế giới này. Bà Vương ở Kinh Châu Hồ Bắc bức xúc, nghe nói họ mở 11 cửa xả lũ, người dân hạ du chúng tôi rồi như cá nằm trên thớt, lúc nào cũng nâm nấp lo sợ. Từ đầu tháng 5 năm 2024, trong mùa bão lũ năm 2024, Trung Quốc đã ra cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử việc xả lũ tam hiệp luôn là bài toán nan dài nếu không xả nguy cơ vỡ đập là rất lớn ảnh hưởng đến hàng triệu người dân vùng thượng du nhưng khi xả lũ người dân hạ du lại phải gánh chịu hậu quả những ngày qua mưa lớn liên tục tại thượng nguồn sông dương tử khiến mực nước tại hồ chứa đập tam hiệp tăng cao nhanh chóng các kỹ sư của đập tam hiệp đang phải đối mặt với áp lực cực lớn mực nước dâng lên quá nhanh nếu không xả lũ đập sẽ không chịu được mất một kỹ sư cho biết Tất yếu thông tin xả lũ khiến người dân hạ du như ngồi trên đống lửa. Nhiều người ở Kinh Châu và Sa Thị đều thuộc tỉnh Hồ Bắc, thậm chí còn chưa kịp thu dọn đồ đạc đã phải di tản lên vùng cao. Mực nước sông tại khu vực Sa Thị, Kinh Châu đang tiến gần đến mốc lịch sử 41 m Trong khi đó tại Trùng Khánh, mực nước sông tại bến cảng Triều Thiên Môn cũng đang ở mức báo động. Nguy cơ nước lũ tác động tiêu cực đến bến cảng lịch sử này là rất lớn. Để cứu trùng khánh, các kỹ sư đập tam hiệp buộc phải lựa chọn xả lũ bất chấp những thiệt hại mà người dân Hạ Du phải gánh chịu. Tình trạng ngập úng nghiêm trọng đã xuất hiện tại nhiều khu vực ở tỉnh Hồ Bắc. Tại thành phố Tương Dương, nước mưa không thoát kịp đã tràn ngược vào hệ thống cống thoát nước, khiến nhiều tuyến đường biến thành sông. Người dân bất lực nhìn tài sản chìm trong biển nước. Một người dân ngao ngán, giờ thì thành phố biến thành biển rồi, chúng tôi sống như rùa trong hang vậy. Với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, công tác dự báo lũ lụt hiện nay đã có nhiều tiến bộ. Hệ thống quan trắc được lắp đặt dọc theo sông Dương Tử có thể nhanh chóng phát hiện những thay đổi bất thường của mực nước và đưa ra cảnh báo kịp thời. Tuy nhiên, ngay cả công nghệ tiên tiến nhất cũng không thể chống đỡ được sức mạnh của thiên nhiên. Mưa lớn tại thượng nguồn vẫn tiếp diễn. Nếu tình hình này tiếp tục, e rằng ngay cả đập Tam Hiệp cũng sẽ trở thành một cái bồn tắm khổng lồ, một chuyên gia lo ngại. Dọc bờ kè khu vực Sa Thị, Kinh Châu, lực lượng chức năng đang khẩn trương gia cố đê điều, dựng lều trại để ứng phó với tình hình mưa lũ. Hình ảnh người dân khẩn trương di rời tài sản lên vùng cao, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía dòng nước cuồn cuộn khiến ai nấy đều không khỏi xót xa. Tác giả bài báo nhận định, trong câu chuyện giờ khóc giờ cười này, có lẽ những người ngoài cuộc như chúng ta là may mắn nhất. Hãy thử tưởng tượng, hàng triệu người dân Hạ Du đang phải sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu, đêm ngủ cũng không yên giấc vì sợ nước lũ ập đến. Tuy nhiên, thay vì than trách, chúng ta nên nhìn nhận sự việc một cách khách quan và có trách nhiệm hơn. Nếu không có đập Tam Hiệp, có lẽ tình hình lũ lụt tại thượng nguồn sông Dương Tử còn kinh khủng hơn rất nhiều. Công trình vĩ đại này đã giúp điều tiết lũ, giảm thiểu thiệt hại cho hàng triệu người dân. Bài học mà chúng ta rút ra từ sự kiện xả lũ Tam Hiệp đó là con người dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể chiến thắng được tự nhiên. Hãy học cách chung sống hòa bình với thiên nhiên. Cho đến nay, siêu đập Tam Hiệp của Trung Quốc là đập lớn nhất thế giới với kinh phí xây dựng lên đến 28,6 tỷ đô la Mỹ. Qua gần hai thập kỷ xây dựng, đập Tam Hiệp chính thức đi vào hoạt động vào năm 2006. Con đập này được xem là công trình xây dựng thách thức bậc nhất thế giới vì nó chặn dòng sông Dương Tử là con sông dài nhất châu Á và dài thứ ba thế giới. Hình ảnh đập Tam Hiệp mở 9 cửa xả lũ được Tân Hoa Xã đăng tải vào ngày 16 tháng 7. Theo hãng tin nhà nước Trung Quốc, đập Tam Hiệp xả lũ tại Hồ Chứa vào ngày 15 tháng 7 để tăng không gian đón nước lũ từ thượng nguồn sông Dương Tử. Theo ChinaNews.com, vào ngày 16 tháng 7, đập Tam Hiệp đã tăng lượng xả lũ lên 43.000 mét khối trên dây để chuẩn bị cho lũ lụt ở Hồ Bắc. Trong khi đó cùng ngày, đài CGTN thông tin những trận mưa như chút nước ở thượng nguồn sông Dương Tử làm tăng tốc độ nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp. Mức nước hồ chứa đập Tam Hiệp đạt mức kỷ lục 165 mét vào lúc 8 giờ sáng ngày 15 tháng 7. Đập Tam Hiệp hiện đã mở 9 cửa xả nước lũ với tốc độ xả lũ tăng dần lên gần 44.000 mét khối trên giây. Ủy ban thủy lợi Trường Giang cho biết sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và có thể tăng xả lũ từ hồ chứa Đập Tam Hiệp nếu cần thiết. Nhiều khu vực ở trung và hạ lưu sông Dương Tử đã ghi nhận mưa xối xả từ đầu mùa mưa lũ. China Daily thông tin vào ngày 12 tháng 7, Đập Tam Hiệp mở cửa xả lũ lần đầu trong mùa lũ lụt Trung Quốc năm 2024. Việc xả lũ ở dự án thủy điện lớn nhất thế giới nhằm giảm bớt lo ngại về kiểm soát lũ ở thượng nguồn khi mưa dự kiến di chuyển về phía tây Trung Quốc dọc theo sông Dương Tử. Thời điểm đó, đập Tam Hiệp mở hai cửa xả lũ với lưu lượng dòng chảy tăng dần từ 27 m 3 trên dây lên 31.000 m 3 trên dây. Ngày 10 tháng 7, mức nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp lên tới 159,9 m cao hơn 15 m so với mức bình thường. Các nhà dự báo thời tiết Trung Quốc đã cảnh báo trong 10 ngày liên tục từ ngày 10 tháng 7, mưa lớn xảy ra ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh sẽ khiến nước lũ ở thượng nguồn sông Dương Tử dâng cao đáng kể. Đập Tam Hiệp đóng vai trò quan trọng trong giảm thiểu tác động của nước từ thượng nguồn sông Dương Tử, giảm bớt đáng kể tình hình kiểm soát lũ lụt ở Hạ Lưu. Đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc là đập thủy điện lớn nhất thế giới cho tới thời điểm hiện tại. Đập Tam Hiệp dài hơn 2,3 km trên sông Dương Tử, con sông dài thứ ba trên thế giới đập Tam Hiệp cao 181 m và có thể chứa hơn 39 tỷ mét khối nước. Trung Quốc bắt đầu xây dựng đập Tam Hiệp từ cuối năm 1994, thân đập hoàn thành vào năm 2006 và tổ máy phát điện cuối cùng được lắp đặt vào năm 2012. Sau khi hoàn thành, công suất lắp đặt của đập Tam Hiệp đạt 22.500 MW, gấp 1,6 lần đập thủy điện lớn thứ hai trên thế giới là đập Itaipu nằm giữa Brazil và Paraguay, theo Đại học Stanford. SCMP dẫn nguồn từ CCTV, những trận mưa lớn đang liên tục đổ xuống thành phố Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc, tình hình càng căng thẳng hơn khi đập Tam Hiệp đang chuẩn bị cho đợt xả lũ mới. Đài CCTV cho biết, 6 người đã thiệt mạng do mưa lớn ở quận Điện Giang của Trùng Khánh, trong đó 4 người thiệt mạng do thảm họa địa chất và 2 người tử vong do chết đuối. Lượng mưa ở khu vực này đạt mức cao kỷ lục trong một ngày là 269,2 mm, ảnh hưởng đến hơn 40.000 người, làm hư hại 1,80 ha cây trồng và gây thiệt hại khoảng 82 triệu nhân dân tệ, tương đương 11,3 triệu đô la Mỹ. Hôm 11 tháng 7, trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán ở Trùng Khánh đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên cấp 3 cho 14 quận huyện và cảnh báo thảm họa địa chất lên cấp 3 cho 9 khu vực Hệ thống cảnh báo gồm 4 cấp, trong đó cấp 1 là nghiêm trọng nhất. Theo trạm giám sát thủy văn Trung Khánh, 4 quận ở thành phố này đã chứng kiến những trận mưa lớn với mức kỷ lục là vượt 250 mm, trong khi 14 quận và huyện khác cũng ghi nhận lượng mưa từ to đến rất to vào ngày 11 tháng 7. Trung Quốc xác định lượng mưa theo 3 cấp, bao gồm mưa vừa 50 tới 99,9 mm, mưa to là 100 đến 249,9 mm và mưa rất to là từ 250 mm trở lên. Do mưa lớn, một tuyến đường cao tốc thuộc quận Khai Châu, Trùng Khánh đã bị sập khiến giao thông gặp gián đoạn. Theo CCTV, ga xe lửa Trùng Khánh cũng bị ảnh hưởng khi có 26 chuyến tàu bị hủy vào ngày thứ Năm. Siêu đô thị Trùng Khánh nằm dọc theo thượng nguồn sông Dương Tử, theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc. Các khu vực nằm dọc lưu vực sông Dương Tử phải đối mặt thêm nhiều thách thức khi mực nước của hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 161,1 m mức cao nhất trong tháng 7 từ trước tới nay. Ủy ban Tài nguyên Thủy lợi Trường Giang, cơ quan chuyên thực hiện công tác phòng chống lũ lụt và ô nhiễm nước sông Dương Tử cho biết, lượng mưa lớn sẽ diễn ra ở các khu vực dọc thượng nguồn sông trong 10 ngày tới và một đợt lũ mới sẽ tràn vào khu vực hồ chứa của đập Tam Hiệp vào khoảng ngày 16 tháng 7. Dự kiến một đợt lũ với lượng nước cực kỳ lớn, đạt 45.000 m3 trên dây sẽ đổ vào hồ chứa của đập Tam Hiệp và hai đợt nước dâng lớn khác vào giữa tháng 7. Theo CCTV, cơ quan trên đã quyết định tăng lưu lượng xả lũ của hồ chứa vào chiều thứ năm và cho biết dự báo tình trạng lũ lụt trong tương lai cực kỳ không chắc chắn và mực nước ở hạ lưu sông Dương Tử sẽ tăng sau khi nước lũ dâng lên trong hồ chứa. Bộ thủy lợi Trung Quốc cho biết sông Dương Tử đang chứng kiến trận lũ lụt nghiêm trọng thứ hai trong năm 2024. Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin trận lũ lụt nghiêm trọng đầu tiên trong năm đã diễn ra vào ngày 28 tháng 6 đến sáng ngày 9 tháng 7. Một khu vực lớn ở Trung và Hạ lưu sông Dương Tử đã bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt này, các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây và An Huy cũng bị ngập do mưa bão. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin lượng mưa ở huyện Điếm Giang thuộc thành phố Trùng Khánh đạt mức cao kỷ lục trong một ngày, ảnh hưởng đến hơn 40.000 người, làm hư hại gần 1.800 ha đất trồng trọt và gây thiệt hại kinh tế khoảng 82 triệu nhân dân tệ, 11,3 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, Tính đến ngày 11 tháng 7, 6 người thiệt mạng do mưa lớn tại khu vực, trong đó 4 người thiệt mạng do thảm họa địa chất và 2 người khác chết đuối. Vào ngày 11 tháng 7, trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ Hạn Hán Trung Khánh đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về lũ lụt lên cấp độ 3 cho 14 quận, huyện và cảnh báo thảm họa địa chất lên cấp độ 3 cho 9 khu vực. Theo trạm giám sát thủy văn Trùng Khánh, 4 quận ở Trung Khánh đã trải qua những trận mưa như nước chút, trong đó lượng mưa kỷ lục vượt quá 250 mm do mưa lớn một tuyến đường cao tốc bị sập ở quận Khai Châu, Trung Khánh và gây gián đoạn giao thông. Ga xe lửa Trung Khánh cũng bị ảnh hưởng với 26 chuyến tàu bị hoãn vào ngày 11 tháng 7, theo CCTV. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết đất nước hiện phải đối mặt với nhiều thách thức hơn nữa dọc theo lưu vực sông Dương Tử khi mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đã đạt tới 161,1 mét, mức cao nhất từ trước tới nay trong tháng 7. Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang, một bộ phận chuyên về phòng chống lũ lụt và ô nhiễm nước sông Dương Tử tuyên bố rằng sẽ có mưa lớn ở thượng nguồn sông trong 10 ngày tới và một đợt lũ mới sẽ tràn vào hồ chứa đập Tam Hiệp vào khoảng ngày 16 tháng 7. Một trận lũ lụt với lưu lượng đỉnh điểm là 45.000 mét khối trên dây, dự kiến sẽ tràn vào hồ chứa đập Tam Điệp vào ngày 12 tháng 7 cùng hai đợt nước dâng cao khác dự kiến xảy ra vào giữa tháng 7. Tờ Channel Daily đưa tin đập tam hiệp trên sông Dương Tử đã tăng lượng xả lũ từ 27.000 lên 31.000 mét khối một giây vào ngày 10 tháng 7 năm 2024. Thượng nguồn đập Tam Hiệp dự kiến sẽ có lượng mưa lớn, với lưu lượng nước vào đập tối đa đạt 45.000 m3 trên dây, cao hơn nhiều so với lưu lượng nước xả. Trong khi đó, ở thị trấn Tuần Châu, tỉnh Hồ Nam, ngày 11 tháng 7, chính quyền địa phương cho biết tổng cộng 7,57 triệu m3 nước được xả khỏi thị trấn bị ngập lụt và mực nước đã giảm 0,15 m. Các nhà chức trách bắt đầu bơm hút nước vào ngày 9 tháng 7 sau khi vụ vỡ đê ở Hồ Động Đình, hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc, được xử lý xong vào tối ngày 8 tháng 7. Tổng diện tích 47,76 km vuông, tương đương hơn 90% diện tích thị trấn đã bị ngập và độ sâu trung bình của nước lũ là 4,6 m theo tờ Kunan Daily, tổng cộng có 16 đội thoát nước chuyên nghiệp và hơn 300 thiết bị đã được sử dụng để bơm hút nước. Chen Quenping, chuyên gia tại Trung tâm Thủy lợi Hồ Động Đình, Hồ Nam cho biết, Hồ Nam dự kiến sẽ có lượng mưa trung bình chỉ 10mm từ ngày 10 tới ngày 17 tháng 7. Nhờ vá đề, mực nước Hồ Động Đình dự kiến sẽ tiếp tục rút dần hoặc giữ nguyên trong tuần tới. Từ đầu tháng 5, Trung Quốc đã cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử trong mùa bão lũ năm 2024 ba tỉnh hồ bắc hồ nam và giang tây ở miền đông trung quốc dự kiến hứng chịu lũ lụt lớn trong mùa bão lũ năm nay đây là những khu vực kiểm soát lũ lụt quan trọng ở trung và hạ lưu sông dương tử theo cơ quan cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt trung quốc theo Channel Daily ngày 2 tháng 7, Ủy ban thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ thủy lợi Trung Quốc đã giảm lưu lượng xả của đập Tam Hiệp từ 24.000 m3/giây xuống còn 14.000 m3/giây để giảm áp lực lũ ở Hạ Lô sau khi huyện Bình Giang ở tỉnh Hồ Nam hứng chịu trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 70 năm sau những cơn mưa bão xối xả. Ngày 11 tháng 7, chính quyền thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc cho biết số người thiệt mạng do mưa lớn ở thành phố này đã tăng lên 5 người và một người khác vẫn đang mất tích. Mưa lớn đã xối xả chút xuống thành phố Trùng Khánh kể từ tối ngày 10 tháng 7, khiến mực nước ở 15 con sông dâng cao trên mức báo động. Trong số những người thiệt mạng có một nạn nhân trong vụ sập nhà. Theo giới chức địa phương, mưa bão đổ bộ vào huyện Điếm Giang từ tối ngày 10 tháng 7 với lượng mưa tối đa hàng ngày đo được là 254,6 mm, mức cao kỷ lục kể từ khi dữ liệu khí tượng tại đây được thu thập. Gần 7.000 người ở huyện này đã bị ảnh hưởng trong đợt mưa bão mới nhất, trong đó có 170 người phải sơ tán. Các phóng viên trang Ding Duan Sinwell hôm 7 tháng 7 đã có mặt tại khu tái định cư do chính quyền Trung Quốc lập cho nạn dân sau vụ vỡ đê Hồ Động Đình. Nơi đây vốn là một trường học trong huyện Hoa Dung, thuộc tỉnh Hồ Nam, hiện là chỗ cư trú của hơn 700 người. Trong đó có bà Dương Hồng đến từ thôn Đoàn Đông. Bà Dương kể lại tình cảnh khi đó, vào 15 giờ chiều mùng 5 tháng 7, tôi cùng nhiều người dân khác trong thôn Đoàn Đông nhận thông báo nhanh chóng đi sơ tán. Tôi nghe nói tình hình đê bên Hồ Động Đình, nằm cách thôn tôi vài ngôi làng đang nguy cấp, do trong nhà có người già không tiện cho việc di chuyển nên tôi tạm thời ở lại trong thôn. Ai ngờ chưa tới tối mà nước lũ đã tràn về. Do nhà bà Dương nằm ở khu trũng của thôn nên khi lũ tràn về thì mực nước nhanh chóng dâng cao hơn 3 mét. Gia đình bà Đình phải treo lên mái nhà và cố thủ ở đó. Dương nói rằng mái nhà bà khi đó nhìn giống như hòn đảo biệt lập bị lũ vây quanh. Sau đó, chính quyền địa phương đã điều động lực lượng cứu hộ tới thôn Đoàn Đông để sơ tán người dân mắc kẹt giữa dòng lũ, trong đó có gia đình bà Dương. Bà Dương nói, Hai người con trai của tôi đều đi làm ăn xa, sau khi nghe tin dữ đã gọi điện về, dù chúng đều nói muốn quay về nhà, nhưng tôi ngăn lại và nói rằng dù có về thì nhà bị ngập cũng không thể ở được. Cả gia đình hiện ở khu tái định cư nên các con đừng lo lắng. Dương kể tiếp, thiên tai xảy ra đột ngột khiến bà và người thân không kịp sơ tán đàn gia súc. Ngoài ra hơn 40 mẫu đất trồng đậu nành vừa khai hoa cũng bị lũ nhấn chìm. Dù vậy, chúng tôi vẫn nuôi hy vọng, chúng tôi vẫn cần khôi phục mọi thứ, cần xây dựng lại tổ ấm của mình. Ở một diễn biến khác, giới lãnh đạo tỉnh Hồ Nam Trung Quốc chiều mùng 7 tháng 7 đã tổ chức họp báo về tình hình vỡ đê bên Hồ Đậu Đình. Phó tỉnh trưởng Hồ Nam, quan chức Trương Ngân Xuân cho biết các lực lượng cứu hộ đã di rời hơn 7.680 người từ vùng thiên tai tới nơi an toàn. Rất may, chưa có ghi nhận thương vong về người do lũ gây ra. Bà Trương cho hay, vào 23 giờ đêm 6 tháng 7, các cơ quan chức năng đã bắt đầu tiến hành lấp lỗ thủng trên đê Hồ Đậu Đình. Tới chiều mùng 7 tháng 7, chúng tôi đã lấp hơn 80 m trên đoạn nứt đê. Dự kiến, việc vá đê sẽ hoàn tất trước trưa mùng 9 tháng 7. Đập Tam Hiệp của Trung Quốc là dự án thủy điện lớn nhất từng được xây dựng trong lịch sử. CNN đánh giá trong một bài viết năm 2020, đến nay kỷ lục này chưa bị phá vỡ. Toàn bộ dự án tốn 200 tỷ nhân dân tệ, 28,6 tỷ đô la Mỹ, mất gần hai thập kỷ để xây dựng và đòi khỏi phải di rời hơn một triệu người dọc theo sông Dương Tử. Năm 2006, đập Tam Hiệp hoàn thành với kích thước đáng kinh ngạc, đập cao 181 m và trải dài 2.335 m trên sông Dương Tử. Khi bắt đầu xây dựng vào năm 1994, con đập này không chỉ được thiết kế để tạo ra điện nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho Trung Quốc, mà còn để chế ngự con sông dài nhất châu Á tại nước này sông dương tử hay sông trường giang giải thứ ba thế giới nhằm bảo vệ hàng triệu người khỏi lũ lụt thảm khốc việc chặn dòng sông thứ ba thế giới tại điểm dốc nhất và nguy hiểm nhất đánh dấu một bước tiến lớn trong quá trình xây dựng đập tam hiệp của trung quốc siêu đập này xứng tầm với các vị pharaon xây dựng kim tự tháp ai cập washington post bình luận Truyền thông Trung Quốc thông tin đập Tam Hiệp còn là một gã sản xuất điện khổng lồ thực sự với công suất phát điện đáng kinh ngạc. Nhà máy thủy điện ở Tam Hiệp hoàn thiện năm 2012 với tổng công suất lắp đặt là 22.500 MW, nhiều gấp 3 lần công suất của đập Grand Cole, con đập lớn nhất ở Mỹ, CNN đưa tin s của Trung Quốc cho biết, trong gần 20 năm qua, Đập Tam Hiệp đã đóng góp hơn 22.000 tỷ nhân dân tệ, hơn 3.000 tỷ đô la Mỹ cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Trong 3 năm 2018, 2020 và 2021, sản lượng điện hàng năm của nhà máy thủy điện ở Đập Tam Hiệp đã vượt quá 100 tỷ kWh. Riêng năm 2020, đập Tam Hiệp đã sản xuất tổng cộng 111,8 tỷ kWh điện sạch lập kỷ lục thế giới. Mặc dù dự án Tam Hiệp mang lại những lợi ích toàn diện to lớn, nhưng vẫn còn vấn đề cấp bách cần được giải quyết, Quốc vụ Viện Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố. Bài toán khó của đập Tam Hiệp không những khiến sinh kế của hàng triệu người bị ảnh hưởng do phải di rời đi nơi khác, đập Tam Hiệp còn có tác động nghiêm trọng đến địa chất. Sức nặng khổng lồ của lượng nước phía sau đập Tam Hiệp đã bắt đầu xói mòn bờ sông Dương Tử ở nhiều nơi, cùng với mực nước thường xuyên biến động đã gây ra một loạt các trận lở đất, Tân Hoa Xã thông tin. NASA cho biết điều đáng ngạc nhiên nhất là con đập này thực sự có khả năng làm chậm tốc độ quay của trái đất do khối lượng khổng lồ của hồ chứa. Trước hết, mối quan ngại sâu sắc nhất tại đập Tam Hiệp chính là trầm tích. Bằng cách cắt dòng chảy của sông Dương Tử, đập đã giữ lại một lượng lớn phù sa, không chỉ làm giảm khả năng kiểm soát lũ lụt bằng cách lấp đầy hồ chứa, mà còn gây ra sói mòn đáng kể ở vùng hạ lưu con sông. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, 18 năm kể từ khi đập Tam Hiệp được xây dựng, 2006 đến 2024, đập đã tích tụ 1,8 tỷ tấn trầm tích, có thể chất thành một ngọn núi nhỏ trong nghiên cứu năm 2024 đăng trên ResearchGate châu Âu theo phó giáo sư Bas van Maren thuộc Đại học Công nghệ Delft Hà Lan cùng giáo sư Silun Yang thuộc Đại học Sư phạm Hoa Đông Trung Quốc thực hiện, cho biết. Tốc độ tải lượng trầm tích của sông Dương Tử Trung Quốc đã giảm trong hai thập kỷ qua do ảnh hưởng từ đập Tam Hiệp. Sông Dương Tử có diện tích lưu vực 1,8 x 106 km vuông và lưu lượng khoảng 30 x 103 m khối trên dây. Tải lượng trầm tích trung bình dài hạn giai đoạn 1950 tới 2000 tại Nghi Sương, hạ lưu đập Tam Hiệp ngày nay là 501 triệu tấn một năm. Sau khi đập Tam Hiệp vận hành, tốc độ giảm tải lượng trầm tích của sông Dương Tử ngày càng kém. Trong giai đoạn đập triển khai đầu tiên, từ năm 2003 đến năm 2005, 64% trầm tích đi vào khổ chứa Tam Điệp đã bị giữ lại. Các năm về sau, hơn 80% trầm tích đổ vào khổ chứa này tiếp tục bị mắc kẹt. Không những thế, kích thước của các hạt trầm tích cũng thay đổi trước và sau khi đập Tam Hiệp vận hành. Trước khi xây dựng đập Tam Điệp, kích thước hạt trung bình hàng năm có tải trọng lơ lửng của sông Dương Tử là gần 10 micrometer. Sau khi vận hành, con số đó giảm trung bình xuống còn 4,4 micrometer. Con số này nó lên điều gì? Nghĩa là sau khi con đập vận hành, sông Dương Tử chỉ giải phóng được đất sét và bùn rất mịn ra khỏi đập Tam Hiệp, còn các loại trầm tích thô to hơn, bùn thô và cát chỉ được giải phóng khỏi đập khi người ta cho xả lũ lớn. Hậu quả thảm khốc của việc tích tụ trầm tích là gì? cần phải biết rằng đập tam hiệp được xây dựng trên sông dương tử là một con đập nó chặn dòng sông ở một mức độ nhất định sự tích tụ trầm tích do lượng nước lớn gây ra sẽ ảnh hưởng đến khu vực trùng khánh gần đó nếu nó kéo dài trong một thời gian một khi nguy hiểm tiềm ẩn xảy ra thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc Giáo sư kỹ sư thủy lực nổi tiếng Trung Quốc Hoàng Phạm Lý từng dự đoán rằng con đập Tam Hiệp sẽ khiến các cảng của Trung Khánh bị tắc nghẽn bởi phù sa và sỏi trong vòng một thập kỷ. Washington Post dẫn lời một số nhà thủy văn học Trung Quốc cho rằng lượng phù sa nặng nề của sông Dương Tử và lớp sỏi dịch chuyển của nó sẽ cản trở chính các tua bin của đập Tam Hiệp làm ảnh hưởng đến hiệu suất phát điện, lấp đầy đáy khổ chứa, ảnh hưởng tới môi trường sinh thái và gây ra lũ lụt thậm chí còn tồi tệ hơn, ảnh hưởng đến con người và kinh tế. Giáo sư Hoàng Vạn Lý từng cảnh báo các kỹ sư của dự án đã bỏ qua các lớp sỏi và cát dày dưới lòng sông vốn di chuyển chậm về hạ lưu theo thời gian. Khi kết hợp với 540 triệu tấn bùn lơ lửng trong nước mỗi năm, sỏi và cát sẽ tích tụ ở đáy khổ chứa và lấn át mọi nỗ lực nạo vét. Việc bồi lắng hàng trăm triệu tấn mỗi năm chắc chắn sẽ chặn cảng trùng khánh, làm ngập đất ở thượng nguồn và đe dọa gây ra thiệt hại lớn về người. Lời cảnh báo của giáo sư Hoàng Vạn Lý cách đây gần 30 năm đã phần nào thành sự thật. Theo thống kê, sau 18 năm đập tam hiệp vận hành, đập đã tích tụ 1,8 tỷ tấn trầm tích. Đang chú ý, quá trình này vẫn đang tăng với tốc độ 100 triệu tấn trầm tích bồi lắng mỗi năm. Vì sao quá trình bồi lắng lại có thể gây ra lũ lụt? Đó là vì khi trầm tích tăng lên thì dung tích hữu ích của hồ chứa sẽ giảm đi. Điều này sẽ làm suy giảm khả năng điều tiết nước của hồ chứa, ảnh hưởng tới quá trình kiểm soát lũ của hồ hậu quả là sẽ làm tăng nguy cơ ngập lụt ở vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử, vốn là vùng đông dân cư và tập trung phát triển kinh tế. Có lẽ đây sẽ là bài toán lớn đối với Trung Quốc bởi việc giải quyết vấn đề bồi lắng không chỉ nhằm duy trì hoạt động bình thường của khổ chứa tam hiệp mà còn quan trọng hơn là bảo vệ môi trường sinh thái sông Dương Tử, đảm bảo sử dụng bền vững tài nguyên nước và sự an toàn của con người.